mọi người. Thì một lần nữa chào mừng mọi người, chúng ta đã quay trở lại với channel. Và hôm nay thì anh em cùng là tiếp tục là đi lắp đặt cho khách hàng một combo âm thanh karaoke. Thì hiện tại thì bộ này thì mình lắp ở tại Tân Bình, ở Tân Sơn Nhì mọi người ha. Thì đối với cái không gian này, đâu đó là khoảng tầm là 40m² mọi người. Thì mình phối ghép cho khách hàng đó là một cặp IC38. Đối với combo IC38 thì gần đây thì những quý vị nào chúng ta có theo dõi kênh Thiên Vũ thì thấy được rằng là gần đây bên mình lắp cái dòng SE IC38 là rất là nhiều. Bởi vì là nó mang lại tính chất thẩm mỹ cao và cũng như là cái chất âm và cũng như là làm cho căn phòng được trở nên gọn hơn, không có bị chiếm diện tích căn phòng cũng như không bị làm gãy đi cái view của những cái không gian nhà của chúng ta mọi người. Nên là khi mà khách hàng guest room thì mình khách hàng nhìn vào và khi khách hàng nghe và test thử thì khách hàng quyết định lựa chọn dòng IC38 này. Những quý vị nào chúng ta có theo dõi thì thấy là gần đây mình lắp khá là nhiều đó. Rồi với cái combo như thế này thì mình phối ghép đó là một cặp IC38 và một chiếc súp cũng của SEMF3. Main thì mình phối ghép theo main của hãng phối luôn là một chiếc main SE Audio Technics AA402D. Băng số thì mình phối ghép đó là băng số KX180A và micro thì cũng là micro của JBL VM300 luôn. Quản lý nguồn thì mình phối ghép đó quản lý nguồn của Soundmic BS1 mọi người. Thì mình xuống đây đâu đó là cùng lúc 1 giờ mọi người thì lắp đặt xong xuôi hết cả rồi. Bây giờ thì mình sẽ tune hệ thống xong rồi một lát nữa mời mọi người chúng ta cùng nghe cái combo này được lắp đặt trong căn phòng này mọi người. Rồi cái chất âm nó sẽ như thế nào mọi người ha. Ok mọi người, thì vừa rồi thì mình đã tune hệ thống xong xuôi cả rồi. Thì mình cảm nhận về căn phòng này, về âm học thì khá là tốt. Bởi vì là mọi người nhìn vào đây thì cái riêng cái phần nền thì cũng được anh ấy đặt một tấm thảm rất là lớn như vậy. Cho nên cái tiếng súp nó ra rất là tròn, nó không có bị dội âm xuống dưới phần nền. Và cũng như là sofa, nị, rồi là xung quanh cũng được anh trang bị rèm này kia. Và đây là không gian mơ mọi người, cho nên là khi mình đứng và mình nói chuyện như thế này mình có cảm giác như là nó không có bị vang như những căn phòng thông thường khác. Cho nên là mình đánh giá thì đối với vấn đề âm học của căn phòng này khá là ổn. Mọi người chúng ta chú tâm cho mình, khi chúng ta xác định lắp đặt một bộ âm thanh thì mọi người chúng ta chú tâm về cái âm học, làm sao cho nó đừng có bị vang quá nhiều. Cho dù nếu mà chúng ta bị vang quá nhiều thì chúng ta lắp một bộ âm thanh rất là nhiều tiền, nhưng mà nó không có thể nào nó tối ưu hết cái khả năng và cái chất âm của nguyên bản của hệ thống âm thanh nó ra được mọi người. Cho nên chúng ta có trang bị hoặc là có thiết kế một căn phòng để mà nghe nhạc và cũng như là karaoke thì mọi người chúng ta chú tâm cho mình cái vấn đề về âm học mọi người ha. Thì bây giờ thì mình sẽ mời mọi người nghe thử một vài đoạn nhạc, mình sẽ test thử xem là để mọi người chúng ta nghe, chúng ta trải nghiệm về cái combo này được lắp đặt trong cái không gian này mọi người ha. Thank you.
thì vừa rồi thì mình cũng đã test một vài đoạn nhạc rồi, thì không biết mọi người chúng ta nghe thì chúng ta cảm nhận như thế nào. Còn thực chất thì mình khi mình nghe ở ngoài như thế này thì mình đánh giá là cái không gian căn phòng này khi được lắp cái bộ này vô thì cho ra âm thanh rất là tốt, âm thanh rất là tròn trịnh và không có bị dội âm nhiều như những căn phòng thông thường khác mọi người ha. Thì bây giờ thì mình sẽ tạm dừng clip tại đây, thì nếu mọi người thấy ok thì cho mình một like, share, subscribe và xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Bye.